Chào mừng bạn đến với cổng giáo viên của đào tạo và giáo dục từ xa dtml.org. dtml là một hệ thống giáo dục trực tuyến được thiết kế để khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và dịch vụ nhận thức để giúp các giáo viên trong lớp học. Mỗi ngày, hàng ngàn sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia đang sử dụng nền tảng đào tạo và giáo dục từ xa và học bằng cách tham gia các trò chơi giáo dục. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến với nền tảng này. Để bắt đầu, hãy xem màn hình hiện tại. Ở trên cùng bên phải có ID tổ chức của bạn. Học sinh có thể sử dụng ID đó để liên kết các tài khoản của học sinh với trường của bạn. Học sinh có thể tham gia bằng cách truy nhập dtml.org và tạo tài khoản học sinh miễn phí. Sau khi tạo tài khoản, học sinh có thể chuyển đến trang cá nhân và sử dụng ID tổ chức của bạn để kết nối hồ sơ của họ với trường học của bạn. Thật là đơn giản. Sau khi học sinh liên kết tài khoản của mình, giáo viên sẽ có thể xem số liệu thống kê của học sinh, tùy chỉnh trò chơi và xem lại hoạt động trên hệ thống bằng cách sử dụng bảng điều khiển trường học. Hệ thống đào tạo và giáo dục từ xa cung cấp nhiều khả năng nâng cao. Bạn có thể tham khảo các video khác để tìm hiểu cách sử dụng toàn bộ khả năng của nền tảng DTML.